Xin chào các chị và các bạn, tôi là Quyết, công ty trách nhiệm hữu hạn Tai Su Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu súng vật ốc 3 phần 4 của Goryeo. Đây là một thương hiệu Goryeo đây. Goryeo hay được gọi là Goryeo, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trên thế giới thì có cái thằng Atanas Coco là phải nói là đứng đầu thế giới, nhưng giá tiền thì cũng kinh khủng luôn. Còn là Goryeo này là đứng thứ hai trên thế giới và đứng đầu tại Nhật Bản trong các dụng cụ. Còn ngoài Goryeo thì cũng có các dụng cụ khác, chẳng hạn như Kawasaki này, Utun, nhiều đồ, nhưng thằng Goryeo là thằng khủng nhất tại Nhật Bản và đứng thứ hai trên thế giới luôn. Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thì thường dùng cái thương hiệu này. Đây là model của sản phẩm này. Ngoài vỏ hộp này, đây UVK220P, hàng Goryeo, Goryeo Seikyo Osaka Japan, sản xuất tại Osaka Japan. Trong này có pan lit này. Mình nhận xuống trước là có cũng kỹ ghê. Đây là súng to 3/4 inch nên là không súng to mà này rất nặng. Cái này là phải dành cho người có tay có cơ bắp, chứ còn những người yếu yếu thì bắn một lúc chắc cũng tê tay. Cái này phải bắn xe tải được. Xe con thì là thường người ta dùng 1/2, và đây là đến đầu 3/4 rồi, đầu to rồi. Hàng Goryeo Nhật Bản. Đây là nút điều chỉnh để có thể quay sang trái sang phải, bắn sang trái sang phải, và đây là điều chỉnh tốc độ hơi. Có tay này. Trên đây còn khắc số series này, VKI2368 này, nó trùng với ở trên vỏ hộp này, cái số series trên vỏ hộp này. VKI2368 đây, VKI2368. Đó. Cái này mà gắn thêm đầu khẩu một chút nữa thì rất nặng. Trọng lượng của cái này là 4,5 cân, và cả bao bì của nó này mới hơn 5 cân rồi. Đây là đầu nối của nó này. Cái này gỡ cái miếng nhựa ra thì có thể bắt được đầu nối này. Chúng ta chạy ở đây, cái khói bụi vào đây. Cái tôi bóng tạt đây xoay. Cái đầu nối rất bự. Hàng thì nhìn chất là cái này thì là bền rồi. Và phải nói là siêu bền luôn. Những cái hàng rẻ tiền, cái rotor bên trong thường là sản xuất bằng nhựa rẻ tiền. Còn những thằng này bên trong đã từng mở ra rồi, rotor bên trong nó bằng inox luôn, nên là rất bền. Khi tháo ra người ta thường người ta chỉ thay cái nắp phít và mấy cái ron thôi, còn những cái chi tiết khác thì khỏi nói, người ta dùng mấy chục năm. Trước đây đã gặp SYM, người ta dùng một khẩu súng mà 20 năm cứ lôi ra vẫn còn bán tiếp, cũng không tưởng tượng được cái độ bền của thằng Nhật này. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.